Liên quan đến vụ người đàn ông đã đánh nữ công chứng viên sưng mặt ở tỉnh Quảng Ninh, Hội Công chứng tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ các hành vi làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Clip ghi lại cảnh công chứng viên Nguyễn Thị Thương bị ông Vũ Tiến Dũng, 45 tuổi, trú thành phố Hải Phòng, nhổ nước bọt, đá trúng mặt ngay tại văn phòng công chứng ở phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước sự chứng kiến của nhiều khách hàng. Theo nạn nhân, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc quản lý văn phòng công chứng. Hội Công chứng tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi tới Hiệp hội Công chứng Việt Nam vào cuộc làm rõ việc mua bán, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng viên Nguyễn Thị Thương. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc. Đơn vị này đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hạ Long phối hợp chặt chẽ Công an thành phố Hạ Long và đơn vị chức năng tại địa phương tiếp cận, nắm thông tin, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nạn nhân bị bạo lực và kiến nghị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với đối tượng gây bạo lực